nhà không có phụ nữ là bê bối lắm. Ta mong mọi chuyện kết thúc sớm để con cưới vợ. Có người lo cho con thì ta mới yên tâm. Dù cho con có lấy vợ, con cũng rất cần có. Alo. Được, tôi sẽ tới liền. Con bận việc thì cứ đi đi. Ta dọn dẹp xong sẽ đi sau. Con không cần phải lo. Con đi nha mẹ. Con đi. Đi đi. Phải, tôi mệt mỏi lắm. Rất là mệt mỏi. Tất cả là tại anh hết á. Tôi đã làm gì có lỗi với cô hả? Anh có lỗi với tôi thì dễ dàng cho tôi biết mấy. Anh tốt với tôi làm gì? Đừng có tốt với tôi. Anh làm ơn đi, đừng có tốt với tôi nữa. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Tại sao lại mệt mỏi vì mình? Tại sao lại xin mình được tốt với cổ? Hay là tại mình nói chuyện kêu cô ấy vô làm ở công ty? Với một đứa mới ra trường chưa có chút kinh nghiệm nào giống như tôi, nếu xin vào làm ở một công ty may mắn lắm thì lương cũng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, hết chi phí tiền nhà, ăn uống, xe cộ, mỗi tháng không dư được đồng nào. Mà tôi thì lại rất cần tiền trong lúc này. Mẹ tôi vừa mới mổ tim, cần rất là nhiều tiền. Bây giờ vẫn phải tiếp tục thuốc men bồi bổ. Nếu như bây giờ tìm việc đúng nghiệp vụ của mình, tôi e sẽ không lo cho mẹ được chu toàn. Cái cô này thiệt tình. Mình đã nói là sẽ đảm bảo thu nhập không thua kém mà còn không hiểu sao? Hay là mình kêu Thanh Vân có thể sống ở nhà mình sau giờ làm gì? Như vậy cô ấy sẽ không tốn kém các khoản chi tiêu khác, mà em gái của mình cũng được vui vẻ. Cũng không được. Người tự trọng như cô ấy chắc sẽ không chấp nhận điều này đâu. Giả lại, cho dù là tạm thời cô ấy lui tới nhà của mình thì sẽ tới lúc nào đó cũng phải rời đi thôi. Vì lúc cô ấy lấy chồng chắc hẳn. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Mình sắp phải rời xa khỏi nơi này. Đáng lẽ mình phải vui mừng mới đúng chứ. Sao mình lại thấy bâng khuâng, buồn bã như vậy? Chị Hai ơi, chị gì Hai em? Chị Hai, ở đằng kia có mấy con bướm bướm đẹp lắm á. Nhưng mà em nghe lời chị, em chỉ chơi với nó thôi à. Em không có làm hại nó, em không có làm hại gì hết á.
Em chơi tiếp nha. Phải rồi, mình buồn vì sắp phải xa Mỹ Ngọc. Xa dì Tư, xa bác gái, và cả ngôi nhà này nữa. Và con người lạnh lùng đáng ghét kia. Nhưng sao mình lại không buồn vì chưa hoàn thành nhiệm vụ? Mình thật là vô trách nhiệm. Alo. Anh nghe nè. Em có chuyện gấp lắm, cần gặp anh để trao đổi. Hay là lát nữa mình gặp nhau nha anh. Sao anh bận rồi hả? Em thật sự rất cần gặp anh đó. Vậy anh sẽ sắp xếp gặp em sau 15 phút nữa, có được không em? Được chứ. Bây giờ em tới đó liền nha. Em chuẩn bị xong hết rồi. Chút nữa mình gặp nha. Dạ. Chắc anh ta không nghe được mình nói gì đâu. Không phải lo gì hết. Cô có gì muốn nói sao? Tôi muốn xin phép đi ra ngoài một chút. Cô hẹn hò với ai mà thỉnh thoảng lại ra ngoài vào ban đêm vậy? Chuyện đời tư của tôi có cần phải khai báo tỉ mỉ với anh không? Tất nhiên là không. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Con gái ra đường một mình vào buổi tối dễ gặp phải bất trắc lắm. Cảm ơn anh. Tôi lớn rồi, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi nói rồi, tôi không có hơi sức đâu mà lo cho người dân. Chẳng qua bây giờ em gái tôi dường như gắn liền với cô. Cô mà xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới em gái của tôi, cho nên tôi mới phải nhắc nhở vậy thôi. Anh an tâm, tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi. Tôi đã xin phép, bây giờ tôi đi đây. Nhưng mà tôm nữa. Chỉ là tiệc tùng xã giao thôi. Em cũng thừa biết là anh đâu có thích kiểu tiệc tùng này. Chẳng qua là vì công việc cho nên bắt buộc phải vậy thôi. Nhưng mà nhìn anh như vậy á hả? Em thấy anh càng đẹp trai. Ôi, nhưng mà anh có như vậy á hả? Em không thể rời xa anh được đâu. À, em nói có chuyện quan trọng cần phải nói mà. À, đúng rồi. Em sắp phải rời khỏi ngôi nhà đó. Anh báo lại với phía công an là nhiệm vụ này em không thể hoàn thành được rồi. Tại sao? Em không muốn giúp đỡ anh nữa hả? Không phải, không phải là em không muốn giúp, mà là tại vì anh ấy buộc em thôi việc á. Em làm gì khiến anh ta nghi ngờ hay sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà anh ta nói với em á là nếu mà em ở lại lâu thì em gái của anh ta sẽ càng thêm quyến luyến em. Anh ta buộc em phải thôi việc ngay giờ? Không, anh ta nhờ em á là chuẩn bị tâm lý cho Mỹ Ngọc. Khi nào Mỹ Ngọc sẵn sàng chấp nhận á thì khi đó em mới rời khỏi nhà anh ta. Vậy thì em đâu cần phải lo. Đi hay không là do em quyết định mà.
vì mục đích cao cả. Người yêu của anh chắc chắn sẽ biết là làm như thế nào để tiếp tục ở lại đó. Ý anh là em phải lợi dụng Mỹ Ngọc hả? Đúng vậy. Không phải con bé khờ khạo đó rất nghe lời em hay sao? Em cứ giả vờ làm theo những gì anh ta muốn, khuyên nhủ con bé, nhưng thật ra là để cho con bé không chịu rời em. Nhưng anh biết là em không thể lợi dụng một người kém may mắn, lợi dụng một người tin tưởng mình như vậy mà. Anh hiểu. Anh hiểu em đang nghĩ gì. Anh biết yêu cầu một cô gái lương thiện cho em làm điều đó là hơi nhẫn tâm, nhưng biết làm sao được. Có thành công nào mà không xây đắp bằng những hy sinh. Ngay từ đầu khi em vào nhà đó, chúng ta đã lợi dụng con bé đó rồi. Anh nói đúng. Em đã lợi dụng con bé ngay từ lúc đầu mà. Cho nên bây giờ em đừng băn khoăn nữa. Hãy nghĩ tới mục đích cuối cùng của em. Cũng trễ rồi. Anh đưa em về nghe. Ừ. Hình này đẹp nè, dễ thương quá à. Ê, cái hình này khó chụp lắm nha. Chị hai chỉ làm vậy nè. Mình làm được. Ê, còn cái này nữa. Công chúa nhỏ, anh hai vô được không? Được rồi, anh hai vô đi, vô đi. Anh hai ngồi đây nè. Ngồi xuống đây em cho anh hai coi cái anh hai này nè. Anh hai cảm ơn Mỹ Ngọc. Có gì vậy? Nè nè, coi đi anh hai. Hình này là chị hai chụp với em đó. Anh hai nhìn đi, coi có đẹp không? Trời đất ơi, hai chị em làm cái trò gì đây? Chị hai nói, chụp hình như vậy mới dễ thương. Anh hai thấy có dễ thương không? Ừ, đúng là dễ thương lắm. Anh hai thấy chị hai dễ thương chưa? Ừ, dễ thương lắm, xinh đẹp nữa. Đó, vậy mà em nói chị hai không tin. Anh hai cũng thấy chị hai dễ thương đúng không? Ừ. Chị hai rửa hình cho em đó hả? Dạ, chị hai rửa cho em rồi bỏ vô cuốn album này nè. Chị hai nói là mai mốt chị hai đi làm, có nhớ chị hai thì dở hình ra coi để hết nhớ. Đúng là thành nhân đang chuẩn bị đi rời đi. Nhưng mà anh hai ơi, anh hai đừng có để chị hai đi làm nha. Anh hai biểu chị hai ở nhà chơi với em đi. Chị hai mà đi làm á, là em buồn dữ lắm á. Nhìn thấy hình cũng không có hết nhớ đâu. Đừng có để chị hai đi làm nha anh hai. Mỹ Ngọc à, chị hai phải đi làm. Có như vậy chị hai mới thấy hạnh phúc được. Không đúng. Chơi với em chị hai cũng thấy hạnh phúc mà. Sao em biết? Bữa trước chị hai chơi với em, rồi chị hai ôm em vào lòng. Nè, giống vậy nè, chị hai nói vậy nè. Ước gì chị hai được chơi với em hoài hoài, không có phải bận lòng lo lắng điều gì khác. Được như vậy á, thì chị hai hạnh phúc biết nhường nào. Vậy đó, chị hai nói vậy với em đó. Nếu em thương chị hai thì phải để chị hai đi làm, để chị hai phát huy hết năng lực của bản thân chứ. Nhưng mà em không chịu đâu. Em không có muốn chị hai đi làm. Em muốn ở bên cạnh chị hai hoài hoài luôn. Cho dù chị hai không đi làm, thì một vài năm nữa chị hai cũng phải đi lấy chồng. Chị hai đâu thể nào ở mãi bên em được. Được mà. Chỉ cần chị hai lấy anh hai làm chồng là em được ở gần chị hai hoài hoài luôn. Em không muốn anh hai cưới chị Thiên Kim làm vợ đâu.
Em muốn là chị hai làm vợ anh hai thôi à. Anh hai, cưới chị hai nha anh hai. Mi Ngọc à. Nè, em chỉ cho anh hai có cái này nè. Gia đình của mình gồm có Mỹ Ngọc nè, thích ăn kẹo. Còn đây là dì Tư nè. Hồi đó dì Tư ốm nhom mông nhách bé xíu vậy nè. Rồi anh hai dễ dì Tư bự như vậy. Anh hai nói là muốn dì Tư mập lên cho có sức khỏe. Anh hai nhớ không? Còn đây là anh hai nè, nhớ không? Còn đây là chị hai nè. Đó, nhà mình có à, chị hai về, chị hai cứu em về. Anh hai cưới chị hai làm vợ nha anh. Hả? Hai giống như vậy nè, như vậy nè đó. Đi không? Em đừng có nói bậy bạ. Anh hai về phòng đi. Tự nhiên nó nạt người ta. Mỹ Ngọc, ai dạy em nói bậy bạ vậy hả? Em đâu có nói gì bậy đâu. Tại em biểu anh hai em á, đừng có để cho chị đi làm. Em không có muốn xa chị. Anh hai em nói á, là cho dù chị hai không có đi làm thì chị hai cũng phải đi lấy chồng, không thể nào ở bên cạnh em hoài được. Cho nên là em muốn anh hai với chị hai lấy nhau, để em ở cạnh hai người hoài hoài luôn. Em có nói bậy chỗ nào đâu. Phải rồi. Bà cô của tôi ơi, Mỹ Ngọc không có nói bậy chút xíu nào hết á. Em nói đúng lắm. Ai dám nói em là con nít chứ. Nè, em lớn rồi đó. Đây nè, em cao bằng chị luôn nè. Thấy chưa, cái này là em cao hơn chị luôn đó. Vậy mà tự nhiên nạt người ta làm sợ muốn chết luôn vậy đó. Mỹ Ngọc, hồi nãy anh hai em có coi hình này không vậy? Dạ có. Anh hai nhìn tấm hình này lâu ơi là lâu luôn. Anh hai còn khen chị hai là xinh đẹp dễ thương nữa đó. Coi tấm hình này hả? Dạ đúng rồi. Còn khen dễ thương nữa hả? Đúng luôn. Trời, bộ anh hai em bị bệnh hả? Quá trời hình đẹp không coi. Đi coi cái hình. Anh ôi hai em bị bệnh hả? Thôi chết, để đi coi anh hai. Ê, đừng. Đừng kêu. À, cậu ta tới kìa. Vô đây. Dạ, con chào chú. Vô đây. Cậu dạ. Kim tới rồi. Dạ, con chào mọi người. Con xin lỗi, chỉ cần xe nên con tới trễ. Không sao. How are you? Chị nói gì vậy? Tôi hỏi cậu này là ai? Tôi giới thiệu. Đây là cháu Kim. Đối tác làm ăn với vợ chồng tôi đó. Nhưng mà vợ chồng tôi coi cháu như là người nhà. Dạ. Vậy hả? Chào con. Còn đây là cô Bích, bạn thân của cô đó. Dạ. Mới từ ở Mỹ về. Hi. Dạ. Bonjour. Dạ. Rất vui được gặp cháu. Cháu đây cũng cỡ tuổi con trai tôi đó. Thôi. Mình vô phía sau mình ăn đi ha. Để đồ ăn nó nguội lạnh hết rồi. Bắt đầu câu chuyện tiếp ha. Dạ. Vô. Đi. Dạ. Đi chị, dạ. Đi cháu. Đi chị. Dạ. Hôm bữa Thiên Kim có kể cho tôi nghe cái chuyện cổ bị ông bỏ rơi ở Đà Lạt. Nhưng lạ lắm. Lạ gì hả? Lần này không thấy cô ta ấm ức hay là tức giận về chuyện này. Thật là không giống như là bản tính của cô ấy chút nào hết. Vì cô biết nhà tôi có người bị bệnh, còn giận hờn tức giận gì nữa. Thì đó, lạ là ở chỗ đó, Thiên Kim biết người khiến ông bay gấp từ Đà Lạt về không phải là Mỹ Ngọc, dì Tư hay là bác gái, mà chính là Thanh Vân. Theo như tính khí của Thiên Kim trước giờ, để yên mới là chuyện lạ đó. Không để yên thì làm được cái gì? Tôi với cổ đâu là cái gì của nhau đâu chứ. Tuy không là gì của nhau, nhưng chắc chắn Thiên Kim cũng phải tức giận, ghen hận, làm mình làm mẩy
hoặc ít ra kể lể trách hờn với tôi để xả bớt những áp bức đó. Đằng này cô ta hoàn toàn khác hẳn mới lạ. Có lẽ Thiên Kim đã không còn hy vọng gì ở tôi rồi. Không đâu, tôi nghĩ là Thiên Kim đang dùng chiêu thức khác. Cho dù cô ấy có dùng chiêu trò gì thì cũng không lay chuyển được tôi đâu. Cho nên tôi không có quan tâm. Từ nãy giờ tôi để ý ông quan tâm rất đặc biệt tới Thiên Kim. Mà sao không thổ lộ với người ta đi? Tôi không muốn cướp tình trên tay bạn. Mà bây giờ mối quan tâm của ông đã nghiêng về cô bé Thanh Vân rồi, có đúng như vậy không? Ông lầm rồi. Có hai điều tôi nhắc cho ông nhớ. Thứ nhất, tôi không hề có tình ý gì với Thiên Kim. Thứ hai, Thanh Vân cô ấy sắp rời khỏi đây rồi. À, mời, mời. Dạ mời. Dạ, dạ mời cô chú. Lần này tôi về là để hỏi ý kiến của anh chị và cháu Tiểu Quyên. Chỉ cần anh chị và cháu đồng ý là tôi sẽ bay về Mỹ, chuẩn bị liền. Nói chung là vợ chồng tôi có gật đầu hay là lắc đầu cũng chẳng ăn thua gì đâu. Quan trọng là Tiểu Quyên kìa. Tiểu Quyên nhà tôi á, mà được về làm dâu của gia đình chị á, thì còn gì bằng. Cháu Quân nhà chị á, vừa tuổi trẻ mà vừa tài cao, lại phong độ nữa chứ. Trời ơi, biết bao nhiêu cô gái đeo phải không? Mà vẫn một lòng nhớ đến Tiểu Quyên nhà tôi hả? Thiệt tình, vợ chồng tôi cảm động biết mấy. Thì đó, nó nhất định là phải cưới Tiểu Quyên, chứ không có chịu cưới ai hết á. Tiểu Quyên, ý của con thì sao? Oh my god, Thím, kỳ quá à. Có anh Kim ở đây mà Thím đi nói chuyện này còn ngại ghê á. Trời, có gì đâu mà ngại. Con cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Ba mẹ con á chỉ muốn con yên nơi yên chỗ mà. Thím biết ba mẹ con không có phân biệt gì đâu. Chỉ cần con á ưng bụng là ba mẹ con gật đầu liền à. Trước giờ con cứ kén chọn hoài, hết chỗ này đến chỗ nọ, Thím không có ý kiến. Nhưng mà lần này con phải chấp nhận cậu Quân, vì cậu Quân là cái chốn để cho con phải tin cậy đó. Thím, cứ từ từ để con suy nghĩ cái đã. Lấy chồng chứ đâu phải ra chợ mua cái gì đâu mà Thím gấp quá à. Phải đó chị, chị cứ để cho Tiểu Quyên từ từ mà suy nghĩ. Cháu cứ thong thả mà suy nghĩ đi. Cô còn ở Việt Nam tới một tháng lận đó, chừng đó thời gian đủ để cho cháu suy nghĩ ha. Thôi 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 thôi, mình lo ăn đi hen, để lẩu nó sôi quá rồi. Ăn ăn đi Khiêm. Ăn đi. Dạ. Mời chị. Ăn đi dạ, con. Mời anh chị. Mời chị. Ông nhìn nó đi, lo gấp hoài. Chị đã mua rất nhiều truyện tranh cho em. Mai mốt khi mà chị không còn ở đây nữa, mỗi tối em nhớ lấy truyện ra đọc cho dễ ngủ nha. Em không có chịu đâu. Em không có chịu cho chị đi đâu hết đó. Chị phải ở đây với em, kể chuyện cho em nghe. Không có được, đây là nhà của em, chị không thể nào ở ngoài ở đây được. Chị còn có nhà của chị, còn có mẹ của chị nữa mà. Thì chị cứ đón mẹ đi qua đây ở với em nè. Nhà của em bự lắm, chị muốn ở đâu cũng được hết đó. Nhà em nhiều phòng lắm, chị đừng có đi nha. Em khờ quá đi à. Nè, con người ta sống trên đời không thể làm như vậy được. Mỗi người đều có tổ ấm riêng của mình, không thể nào sống lộn xộn như vậy được, em biết chưa? Vậy sao lâu nay chị sống ở nhà em được mà? Thì đó chỉ là tạm bợ, cuộc sống tạm bợ tạm thời thì sẽ phải kết thúc. Em không chịu, không chịu đâu. Em không muốn kết thúc gì hết đó.
chị cứ sống tạm thời ở đây hoài hoài luôn nha. Em không có muốn chị hai đi đâu hết đâu. Không có chị hai em không biết làm gì hết đó. Mỹ Ngọc của chị rất là thông minh, rất là khéo léo, sao mà lại không biết làm gì hết? Không chịu, không chịu mà. Cái gì em cũng làm được hết mà. Mỹ Ngọc nói không sai, nếu phải chia xa, nhìn hình chỉ thêm nhung nhớ thôi, chứ làm sao mà hết nhớ cho được chứ. Nè em còn nhớ cái hôm chị bị bệnh không? Lúc đó hả, em đã tự chảy đầu nè, em tự thắt bím cho mình, còn đẹp hơn cả chị làm nữa. Em không nhớ sao? Mỹ Ngọc lớn rồi đúng không nè? Dạ em lớn rồi. Thì đó, lớn rồi phải biết tự lập. Lớn rồi đâu cần có chị ở bên cạnh để làm gì nữa. Em nghe lời chị, mai mốt chị đi rồi, mỗi ngày á thì em phải nên... Em buồn ngủ rồi. Em không có nghe chị nói nữa đâu. Em muốn đi ngủ thôi à. Em đó, giả bộ ngủ để không cho chị nói nữa chứ gì. Chị biết hết đó nha, không có gạt được chị đâu. Mà thôi, cũng trễ rồi, em ngủ đi, ngày mai mình nói chuyện tiếp nha. Em ngủ rồi, chị đừng có nói chuyện với em nữa. Hôm nay em ngủ, ngày mai em ngủ, ngày mốt em cũng ngủ luôn. Chị chỉ cần ở đây canh em là được rồi. Em ngủ cho chị coi nè. Mình định để Thanh Vân đi hay là giữ cô ấy ở lại đây? Lúc nãy thật ngại với anh. Chú thím của em kỳ quá. Đâu có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà. Em với anh Quân biết nhau từ 10 năm trước. Trong dịp gia đình ảnh khai trương nhà hàng ở Mỹ, em cũng không ngờ ảnh để ý thương em từ đó. Nếu như trước đây khi chưa quen biết anh, có khi em đã gật đầu ưng thuận rồi mà không cần phân vân gì. Bởi vì mọi mặt anh Quân đều rất nổi trội. Gia đình ảnh là một trong những gia đình Việt Nam giàu nhất ở Mỹ.
Ba mẹ em và ba mẹ anh Quân cũng là chỗ thân tình, em đâu có lo lắng gì nữa. Nhưng mà khi em gặp anh, em lỡ dành tình cảm cho anh rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Anh chỉ cho em được không? Nếu như lúc này mà mình từ chối thẳng thừng thì xem như nguồn đầu tư này sẽ bị dụng mất. Nhưng nếu không từ chối thì... Anh Khiêm, em phải làm cái gì bây giờ? Anh chỉ cho em được không? Tiểu Quyên à, nghe anh nói nè, tụi mình mới biết nhau chưa bao lâu, anh chưa hiểu nhiều về em. Và cũng tương tự, anh có nhận tới hư tật xấu nào em cũng chưa nhìn thấy. Nếu bây giờ anh nói thương em, muốn cưới em làm vợ, thì chẳng qua là anh tham lam, muốn giữ lấy em, muốn giữ lấy mối làm ăn với gia đình em, chứ không phải vì thực sự bị thúc đẩy mà muốn thành chồng thành vợ với em. Đó là anh tham lam, là lợi dụng, đòi lối tình yêu thôi. Anh không muốn đối với em như vậy. Anh nói cũng đúng. Vậy nên tụi mình cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cô Bích đã hạn chế em phải trả lời trong vòng một tháng trước khi cô lên đường về Mỹ. Quyết định thế nào là ở em. Nếu em thực sự hiểu và tin tưởng người đàn ông đó thì em đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Có khi anh không tốt như em nghĩ đâu. Cho dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng và chúc phúc cho em. Nhưng họ đang diễn một vở kịch tồn. Tôi kể đi. Nghĩ nhiều làm gì? Tới đâu thì tính tới đó. Mình không thể nào trói chặt đời mình vô đó. Không đáng. Để con vẽ hình mẹ tặng cho mẹ nha. Ừ, con vẽ đi. Rồi mẹ chấm điểm cho con nha. Vậy mẹ cười đi, con bắt chước con vẽ theo. Thì mẹ đang cười nè. Mẹ cười hoài luôn nha. Ừ. Bác ơi. Hả? Bác mỏi vai hả? Ờ. Bác để con mớp cho. Thôi thôi, mỏi tay lắm. Bác không muốn làm phiền con. Bác tự bóp được mà. Có gì đâu mà phiền bác. Để con. Mỗi lần về quê là con hay thường xoa bóp cho mẹ con lắm. Ừ. Mẹ của con thiệt có phước vì đã sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp mà vừa hiếu thảo như con đó. Mà con thấy bác cũng là người có phúc mà. Trong nhà này ai cũng yêu thương bác hết. Ờ. À, bác rất là tự hào vì con trai của bác rất đẹp trai mà lại vừa tài giỏi nữa. Dạ mợ chủ. Dạ, cơm nước tôi xong hết rồi, bây giờ dọn được chưa? Ừ, chị cứ dọn đi. Tôi lên phòng một chút rồi xuống liền. Dạ mợ chủ. Ừ. Thôi con. Dạ. Dọn cơm ăn đi. Dạ. Em vẽ gì vậy? Hả? Em vẽ mẹ đó hả? Ừ, mẹ em đó. Đẹp không chị? Sao chị nhìn thấy giống con dịch của chị quá vậy? Đẹp mà. Thì đẹp. Thôi em vẽ tiếp đi. Chị xuống dọn cơm với dì Tư nha. Dạ. Dì Tư, sao lại phải dọn hai phần vậy dì Tư? Con thấy thức ăn cũng giống nhau mà dì.
Bà chủ sao phải ngồi riêng vậy gì? Con thắc mắc làm gì? Đó là chuyện riêng của gia đình này, con cứ biết vậy mà làm thôi. Dạ. Dì Tư. Dì con. Dì Tư lớn tuổi rồi, tay chân không có còn khỏe mạnh nữa. Dì Tư phải nhớ cẩn thận đó. Mai mốt có chuyện gì nặng nhọc á thì nhớ gọi con. Dì Tư biết rồi. Còn nếu... Sao? Con không còn ở đây nữa thì dì Tư cũng nên nhờ người khác giúp. Nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm á dì. Bộ, bộ con tính nghỉ làm ở đây sao? Dạ. Chắc không lâu nữa là con sẽ đi khỏi nhà này. Con tính đi đâu? Hay là con đã xin được việc làm ở đâu rồi, đúng không? Dạ chưa. Con vẫn chưa xin việc ở đâu hết á dì. Vậy hay là gia đình con có chuyện gì? Thanh Vân, gia đình con có chuyện gì khó khăn đúng không? Nếu có gì thì cứ chia sẻ với dì Tư, đừng có để trong lòng một mình nghe con. Dạ con cảm ơn dì Tư. Nhưng thật sự gia đình con không có gì hết á. Mẹ con thì ngày một khỏe hơn nhiều. Dì Tư đừng có lo cho con nha. Vậy thì tại sao con lại nghỉ việc? Tại sao lâu lâu dì Tư lại thấy con buồn bã như vậy? Dì Tư cũng biết rồi mà. Ở đời có hợp phải có tan. Con đâu thể nào ở hoài trong nhà này được. Con còn có ước mơ, tương lai của con nữa. Nhưng mà dì Tư à, thật lòng khi rời xa ngôi nhà này, con cũng sẽ rất buồn, rất nhớ. Dì Tư, bác gái, Mỹ Ngọc, con coi giống như là người thân của con rồi. Và cả anh Đăng Duyên nữa. Cho dù anh không có thiện cảm với con, nhưng mà con cũng sẽ rất nhớ anh. Dì Tư, cho dù con không còn bên cạnh dì Tư, nhưng lúc nào con cũng mong cho dì Tư thật khỏe, thật là vui. Lúc nào con cũng sẽ nhớ dì Tư hết. Dì cũng sẽ nhớ con nhiều lắm. Lúc nào dì cũng mong con hạnh phúc nha con. Mỹ Ngọc nè, em ăn kem đi để nó chảy hết, hết ngon đó. Chị hai hứa là đừng có bỏ em đi thì em mới chịu ăn. Chị đâu thể hứa với em như vậy được, vì chị không muốn nói gạt em chút nào hết. Nếu chị hứa chắc chắn chị sẽ không, sẽ không có làm được. Em lớn rồi phải hiểu điều đó chứ. Em còn nhỏ, em chưa có lớn mà em cũng không có muốn lớn nữa. Mỹ Ngọc, chuyện này mình nói sau nha. Bây giờ ăn kem cho thật vui vẻ nha. Nha. Vui vẻ vui vẻ. Ăn kem thôi. Em ngoan mà, vui đi mà. Nha. Ăn kem là phải vui. Ăn kem là phải vui. Anh ấy quyết định cho mình nghỉ việc rồi nên mới mời người khác tới. Mình thì không thể xúi nhục Mỹ Ngọc như là anh khiêm dặn được. Thanh Vân, cô sao vậy? Tôi không sao hết. Lát nữa về nhà tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Ờ. À,
ăn kem là phải vui. Ăn kem là phải vui lên. Phải vui lên chứ. Ăn kem đi. Phải vui lên mà ăn. Anh muốn nói gì với tôi? Đầu tuần sau cô vô công ty tôi nhận việc đi. Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị hồ sơ. Sau này bổ sung cũng được. Nhưng mà... Cô đừng lo. Tôi đã hứa đảm bảo thu nhập hàng tháng của cô không thua kém ở đây đâu. Còn về vấn đề nhà ở, tạm thời sau giờ làm, cô có thể về ở nhà này. Nhà này? Tôi đi làm rồi về lại ở nhà này hả? Ừ. Thì trong thời gian cô chưa tìm được chỗ ở, nơi ở thích hợp thì cứ về đây ở. Đằng nào thì Mỹ Ngọc cũng không thể nào dễ dàng rời xa cô ngay lập tức. Tôi nghĩ cứ tập cho nó quen dần cũng là một cách tốt. Cho dù là vì tôi hay là vì em gái anh, tôi vẫn biết ơn anh. Nhưng mà tôi xin phép được từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh. Khi rời khỏi đây, tôi sẽ đàng hoàng nộp đơn vào một công ty nào đó, chứ không dựa dẫm vào bất cứ mối quan hệ nào đó để tiến thân. Khi chấm dứt công việc ở đây, tôi có thể thỉnh thoảng tới thăm mọi người. Nếu được anh cho phép, còn việc ăn ở tại đây tôi xin từ chối. Tôi đã nói tôi làm tất cả những việc này không phải là giúp đỡ cô, mà là vì em gái của tôi. Cô không hiểu hả? Mỹ Ngọc rất ngoan. Tôi tin là Mỹ Ngọc sẽ nhanh chóng thích nghi với người bạn mới. Mọi việc rồi sẽ bình thường thôi. Anh đừng quá lo lắng. Cô thật là ương bướng. Thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều đãi ngộ từ anh. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Mai mốt tôi đi rồi, không biết còn dịp nào để nói lời cảm ơn với anh hay không. Nên hôm nay anh cho phép tôi nói trước nha. Ba mẹ tôi sinh ra có mình tôi à, không có anh em gì hết. Nhìn thấy tình cảm giữa anh và Mỹ Ngọc, tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi ước gì mình có được một người anh trai tốt như anh vậy. Đăng Duy, anh là một người anh trai thật là tuyệt vời. Nhưng giá mà đối với mọi người anh cũng tốt như vậy thì hay biết mấy. Trước khi rời khỏi đây, tôi chân thành khuyên anh điều này. Khi anh làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ tới gia đình của mình. Nếu anh làm việc xấu, chắc chắn sẽ có ngày anh phải trả giá. Mỹ Ngọc sẽ ra sao? Mẹ anh, dì Tư sẽ như thế nào? Anh có từng nghĩ cho họ hay chưa? Hay anh chỉ nghĩ tới những đồng tiền anh có trong hiện tại? Đăng Duy, tôi thật lòng khuyên anh hãy dừng lại. Xin anh hãy vì Mỹ Ngọc mà dừng lại có được không? Cô nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi trả giá cho việc xấu mà mình làm hả? Vì tôi đang làm trong mắt cô là việc xấu hả? Cô có nhìn thấy thành phố chúng ta mỗi ngày mỗi thay da đổi thịt hay không? Những khu ổ chuột, những vùng đồng bưng sình lầy đã dần dần mọc lên những tòa nhà cao tầng. Những khu trung tâm thương mại sầm uất. Rồi cô có thấy những căn hộ chung cư khang trang đẹp mắt? Cô có thấy không? Ừ. Đó là những việc mà tôi đã và đang làm. Cô cho là nó xấu xa sao? Tôi phải trả giá cho điều đó sao? Anh thừa biết tôi không nói tới những chuyện đó mà. Vậy cô muốn nói tới chuyện gì?
dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tôi xin anh hãy nhớ rõ điều đó. Thanh Vân, cô nói vậy là có ý gì chứ? Phụ nữ thật rắc rối, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đánh đố kiểu này thì mình chịu thua. Mình lại mất thêm hai nguồn đầu tư quan trọng nữa sao? Có chuyển tài liệu này tới các phòng ban ngay sáng hôm nay. Dạ. À, khoan đã. Dạ. Hôm trước tôi có nhờ cô sắp xếp một vị trí ở phòng nhân sự, cô đã làm chưa? Dạ, dạ xong rồi. Em cũng đang thắc mắc, anh định đưa ai ngồi vào vị trí đó? Giao lại cho phòng nhân sự tự sắp xếp nhân viên của họ đi. Anh nè, sao anh không để cô Thu lại chính thức nhận việc luôn? Tạm thời mỗi ngày cô ấy tới chơi với Mỹ Ngọc 2 giờ, phải đợi Mỹ Ngọc thực sự chấp nhận đã. Nhưng mà cô nói cô ấy yên tâm đi, lương tôi vẫn trả đủ. Mỹ Ngọc á, không khác gì một đứa trẻ hết. Bên cạnh Thanh Vân lâu rồi nên quyến luyến, không chịu rời xa. Chỉ cần bức Mỹ Ngọc ra khỏi Thanh Vân một vài ngày, có thể mới đầu Mỹ Ngọc sẽ khóc lóc, sẽ hờn dỗi, nhưng sau đó sẽ quên hẳn thôi. Nhất là bên cạnh có người kinh nghiệm như Thu Lại, anh còn lo gì nữa? Cô không hiểu Mỹ Ngọc bằng tôi đâu, cứ vậy mà làm đi. Dạ, em xin phép. Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi hả? Không có anh em gì hết. Nhìn thấy tình cảm của anh với Mỹ Ngọc, tôi thật lòng ngưỡng mộ. Nhiều khi tôi ước gì mình cũng có một người anh trai giống như là anh vậy. Anh hiểu là em đang nghĩ gì. Anh cũng biết yêu cầu một cô gái lương thiện như em làm điều đó là hơi nhẫn tâm. Nhưng biết làm sao được, có thành công nào mà không được xây đắp bằng những hy sinh. Anh ơi, anh ta đổi password sang khóa vân tay rồi. Em không biết là anh có nghi ngờ gì không nữa. Em cứ thua ra đi, rồi anh sẽ tìm hiểu sao. Dạ. Ủa, chị hai đâu rồi ta? Chị hai ơi, chị hai, chị hai ơi, chị hai đâu rồi? Thank you.
Đây, tôi vừa nhận được một hợp đồng để quảng bá của công ty Thành Công. Đây là một công ty bất động sản đang có tầm cỡ ở thành phố. Sàn giao dịch và chứng khoán của họ đang tăng lên rất là tốt. Đây, các bạn nên tìm hiểu thêm về công ty bất động sản này, rồi đề xuất kế hoạch PR cho họ. Dạ. Đây, địa bàn mà chúng ta cần PR cho họ là các khu ngoại thành vừa nổi lên, là khu mới phát triển nên sẽ có rất nhiều đối tượng chú ý đến bất động sản. Dạ. Các bạn tự khoanh vùng đi những khu ngoại thành này nè. Xin lỗi mọi người, tôi cũng quan tâm tới bất động sản. Mọi người có thể tư vấn giúp tôi được không? Dạ, dạ được chứ, mời anh. Mời anh ngồi. Cảm ơn anh. Chúng tôi đang bàn tới những khu ngoại thành. Những dự án bất động sản sắp tới sẽ tập trung rất nhiều ở những khu ngoại thành như thế này. Dạ, đây, khu này và khu này. Hôm nay là sinh nhật của anh. Em còn nhớ chúng ta đã hẹn gì với nhau không? Thương nhau tìm nhau ánh mắt một thời, tiếng yêu nhẹ như hương gió dịu dàng, đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay. Trong tim là bao yêu dấu ngày nào, bóng em dần phai theo những kỷ niệm. Đường đời chia muôn lối, khát khao chờ nhau, giờ nói câu biệt ly. Và từng ngày vẫn nhớ mong em trở về, nụ cười bóng dáng vẫn vương hồn anh. Và em có biết không, đã bao đêm đợi chờ với bao niềm thương nhớ, thương nhớ. Rồi từng ngày em đi mênh mang nỗi buồn, rồi ngày em đi lẻ loi. Sinh nhật của anh, anh muốn em tặng quà gì cho anh? Em đã làm món quà quý giá nhất đời anh rồi, anh không cần quà gì thêm nữa. À, em có một ý tưởng này, anh nghe thử coi anh có đồng ý không nha. Em nói đi. Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của anh, tụi mình sẽ cùng nhau đi đến một bãi biển vắng vẻ nào đó, rồi ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm sao trời, cùng lắng nghe tiếng sóng biển. Vậy thì tới ngày sinh nhật của em, tụi mình sẽ lên rừng dựng lều. Buổi tối anh sẽ đốt lửa, nướng bắp, nướng khoai, pha cà phê cho hai đứa mình. Và khi bình minh lên, tụi mình sẽ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng thú rừng. Sao lại có suy nghĩ giống em quá vậy? Bởi vì chúng ta là hai nửa của nhau mà. Vậy thì mỗi năm cứ đến sinh nhật của tụi mình thì chỉ có hai đứa mình thôi nha anh. Khánh Bân! Khánh Bân! Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em. Con. Trời ơi, dì Tư để đó cho con. Để đó. Hả? Dì Tư con. Ơi, à, dì Tư buông ra đi. Dì Tư làm đi. Được mà đâu có gì đâu con. Mấy chuyện này dì Tư phải kêu con làm chứ.
Không, không sao, dì Tư làm được mà, đưa đây cho dì Tư làm. Dì không có được nói như vậy đâu, cái chân của dì đau lắm kìa. Ủa? Ủa? Mà chuyện hôm qua cô mới lau sạch, ở trên này dữ lắm rồi, giờ sao dì Tư lau nữa? Không, bữa nay dì lên dọn dẹp lau cái phòng của Đăng Duy. Tội nghiệp nó, bữa nay sinh nhật của nó mà. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của anh Đăng Duy mà. Ủa mà dì Tư, sao con không thấy dì mua hoa hay là trái cây gì hết trơn vậy? Đăng Duy nó cấm. Từ ngày cậu chủ rồi tới Khánh Băng qua đời, Đăng Duy nó dẹp hết những cái tiệc tùng đó. Nó cũng không có cho ai nhắc tới hay chúc mừng gì hết đó con. Ngộ hả? Dì Tư. Hả? Dì Tư ơi, con sắp rời khỏi đây rồi đó. Trước khi đi, con muốn làm một chuyện gì đó để thay cho lời cảm ơn của con dành cho anh Đăng Duy. Sao? Dì Tư, vậy hôm nay dì Tư phá lệ để cho con dọn dẹp phòng anh ấy. Đồng thời con muốn tạo cho anh ấy một sự bất ngờ. Đi mà dì Tư, dì Tư cho phép con nha. Con chỉ còn ở lại đây một vài ngày nữa thôi à. Nếu như anh Đăng Duy có trách á, thì con sẽ nhận hết trách nhiệm về phần mình. Dì Tư không có lỗi gì hết á. Nha dì Tư. Bộ con tưởng dì sợ trách nhiệm lắm sao? Dì chỉ không muốn là làm cho Đăng Duy buồn thôi. Dì Tư, không lẽ dì Tư đành lòng để cho anh Đăng Duy sống trong tình trạng âm u như vậy hoài sao? Mình phải kéo anh ấy ra khỏi những âm u đó chứ. Dì Tư, dì hãy để cho con thử một lần cái gì. Đi dì, cho con thử một lần đi mà dì. Nha mà dì. Thôi được rồi, tùy con đó. Bữa nay dì Tư để cho con toàn quyền xử lý. Dạ. Con cảm ơn dì Tư. Dì ơi dì, cái con nhỏ này thiệt tình. Vậy nha. Được rồi, chị khóa đây nè cô. Nè. Con cảm ơn dì. Con dọn dẹp trong phòng đi rồi dì Tư xuống bếp nha. Dạ, bye bye dì. Làm như dì, dì đi xa dữ lắm mà bye bye nữa. Bye bye dì. Đăng Duy, là cậu phải không? Thắng. Trời ơi. Trời. Lâu quá mới gặp. Bây giờ cậu ra dáng quý ông quá hả? Vậy nước hồi nào? Sao không thấy liên lạc với tôi vậy? Tôi về hơn năm qua rồi, nhưng mà lu bu quá, chưa có gặp bạn bè được. Rồi giờ con gì chưa? Tháng sau tôi cưới, cậu với Khánh Băng nhất định phải tham dự nha. Không phải cậu với Khánh Băng đã cưới rồi sao? Khánh Băng đã mất rồi. Thôi, anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện tiếp nha. Mợ chủ. Bữa nay mợ chủ đi chùa sớm vậy? Hôm nay tôi thấy khỏe trong người, đi sớm một chút, coi có giúp được gì thì giúp. Thiệt, công đức của mợ lớn biết chừng nào. Tất cả là vì chồng, là vì con của tôi thôi mà chị Tư. Tôi nghĩ cậu chủ ngày xưa thiệt là không có sai lầm chút nào hết khi chọn mợ làm mẹ của hai anh em Đăng Duy đó. Ủa, Mỹ Ngọc với lại Thanh Vân đâu rồi? Tôi không thấy. Hai chị em nó mới chạy đi mua cái gì đó mợ. Vậy hả? Thôi, tôi đi nghe chị Tư. Dạ. Để anh Sáu anh chờ. Dạ, mợ đi. Cậu chủ, mợ chủ, bữa nay tôi cãi lại lời dặn của Đăng Duy, cũng là vì muốn tốt cho nó. Cậu mợ có linh thiêng thì ráng phù hộ cho Đăng Duy, cho nó thoát khỏi những nỗi đau. Sao? Con thấy thất vọng vì ta đang ở đây, chứ không phải là con bé Thanh Vân phải không? Khiêm, con phải nhớ, nó chỉ là con chốt mà chúng ta cần. Con không nên để tình cảm chi phối trọng trách, nghe chưa?
nấu sẵn, mẹ để trong tủ lạnh. Mỗi sáng con chịu khó bỏ vô lò vi sóng hâm lại, rồi ăn uống cho đàng hoàng nghe con. Đừng có tham công tiếc việc, rồi ăn uống thất thường, không có tốt cho sức khỏe đâu đó. Con ước gì ngày nào con cũng được như vậy. Sẽ sớm thôi. Đăng Duy, con về rồi hả? Tốt rồi, vô đây con. Chuyện gì chị Tư? Vô đây, lẹ lẹ con. Chị Tư. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thổi đèn cài. Phải cầu nguyện trước nữa. Anh hai cầu nguyện đi, sinh nhật vui vẻ. Đăng Duy. Ai bày ra trò đây? Là dì Tư muốn con. Không phải, là tôi đó. Tôi đã năn nỉ dì Tư để tạo bất ngờ cho anh. Anh muốn trách muốn mắng gì á thì cứ trách mắng tôi. Dì Tư không có lỗi gì hết á. Đăng Duy, anh hai, Đăng Duy, Đăng Duy con, Đăng Duy ơi, đừng mà anh hai, cút khỏi nhà tôi. Anh không có quyền đuổi gì tôi kiểu đó. Ít nhất anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị đồ đạc chứ. 10 phút, cô có 10 phút để chuẩn bị đồ đạc, xong ra khỏi nhà tôi. Ngọc, em ngoan, ngoan đừng có khóc, chị thương mà. Chị hai hứa là chị hai đừng đi thì em mới không khóc. Đưa đồ đây. Mỹ Ngọc à, chị không thể không đi, em thấy rồi đó. Tuy là chị không muốn đi như vậy chút nào hết. Mỹ Ngọc, em nghe lời chị, em đừng có khóc nữa. Em lớn rồi, người lớn thì phải mạnh mẽ lên, nhớ chưa? Em không lớn, em còn nhỏ nhỏ xíu à. Em cần chị. Mỹ Ngọc chị à. Chị đưa đồ đây em Mỹ có. Mỹ Ngọc ngoan đi con. Em đang nỉ chị đó. Mỹ Ngọc, em mà cứ như vậy hoài là chị hai đi luôn đó. Chị không bao giờ quay lại thăm em nữa. Em có chịu không? Em ngoan nghe lời chị. Rồi vài bữa nữa chị sẽ ghé thăm em. Chị hai đừng đi. Đây là lương của cô. Cô chính thức bị đuổi việc. Anh đuổi thì tôi sẽ đi. Trước sau gì tôi cũng đi mà. Đi sớm hơn một chút có sao đâu. Nhưng mà trước khi đi, tôi có mấy điều cần phải nói với anh. Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe anh cũng phải nghe. Chưa nói hết mấy điều này, tôi nhất định không bước chân ra khỏi nhà. Được, nói đi. Trước hết tôi xin lỗi vì đã tự bày vẽ để tổ chức bữa tiệc cho anh. Anh mắng tôi, chửi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà là không có gì sai hết. Tôi hoàn toàn không có trách anh vì điều đó. Tuy nhiên anh không nên vô duyên vô cớ mà phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của anh. Đáng lẽ ra anh phải ghi nhớ cái ngày này, cái ngày mà mẹ anh phải banh da xẻ thịt để anh được chào đời. Đáng lẽ ra anh phải nói lời cảm ơn mẹ anh vào ngày này mới phải. Từ khi biết những chuyện không may xảy ra với anh, tôi thật lòng rất là xót xa. Nhưng đã là con người sống trên cuộc đời này thì có mấy ai mà không trải qua những đau thương mất mát chứ. Anh là đàn ông,
là trụ cột của gia đình, là lãnh đạo của một công ty, một tập đoàn hùng mạnh như vậy, tại sao anh lại yếu đuối? Không, phải gọi là hèn nhát thì đúng hơn. Anh không dám đối diện, anh không dám chấp nhận sự thật. Cô nói cái gì? Tôi yếu đuối, tôi hèn nhát hả? Phải, anh hèn nhát, anh không dám chấp nhận sự thật. Anh cứ né tránh như vậy thì sẽ được cái gì? Người mất thì cũng đã mất rồi mà. Anh có làm như vậy, người ta cũng có sống lại được đâu. Sao anh không chọn một cách sống vui vẻ? Sao anh không tạo một bầu không khí ấm áp trong cái nhà này, để người sống cũng được thoải mái mà người chết cũng được an lòng? Cúc họa mi là một loài hoa rất đẹp, rất dễ thương. Mắt mới định ghét bỏ nó. Tại sao vì cái chết của một người mà nó trở thành kẻ thù của anh? Những người trong nhà này không có ai có lỗi vì cái chết của chị Khánh Băng hết. Tại sao anh bắt họ phải chịu đựng những điều vô lý từ anh chứ? Cô có thôi đi không hả? Là người đàn ông yếu kém như vậy, cho dù anh có thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng anh sẽ mãi mãi sẽ là người thất bại trong ứng xử. Mãi mãi sẽ không bao giờ có được một gia đình hạnh phúc. Mãi mãi sẽ cô đơn. Mau cút khỏi nhà tôi. Nhanh. Đây là tiền lương của tôi đúng không? Mau cầm lấy rồi cút khỏi nhà tôi. Thời gian qua anh trả lương cho tôi rất hậu hĩnh. Tháng này tôi cũng chỉ làm có mấy ngày, tôi không cần trả lương. Nhưng giờ anh làm tôi hoảng sợ, làm hư buổi tiệc tôi cất công bày biện cho anh. Cho nên tôi sẽ lấy số tiền này coi như đền bù. Cô khóc nữa. Thôi mà Mỹ Ngọc. Ngày mai anh kêu chị thu lại thì ở với em. Đừng có khóc. Em không cần chị thu lại. Em chỉ cần chị hai thôi. Chị hai, chị hai. Mỹ Ngọc. Em ghét anh hai. Em ghét anh hai lắm. Mỹ Ngọc anh hai đổ chị hai đi. Mỹ Ngọc ơi. Chị Tư. Mỹ Ngọc ơi, con đi. Ghét anh hai lắm. Ghét anh hai lắm. Anh tưởng là tôi muốn sống trong nhà của anh lắm hay sao? Không có tôi thì cái nhà đó chẳng khác gì cái nhà mồ hết á. Ai mà thèm ở chứ. Tôi cũng vì việc lớn phải hy sinh mà ở đó thôi. Anh đuổi tôi hả? Tôi còn cảm ơn anh nữa đó. Bây giờ tôi về cạnh người tôi yêu, không phải là tốt hơn phải nhìn cái gương mặt đáng ghét của anh hay sao chứ? Tại sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy? Bỏng cờ trước nỗi đau của người khác chứ. Sao anh lại cho mình cái quyền la mắng xua đuổi người khác khi họ có lòng tốt với mình như vậy? Em cũng biết loài hoa này là kỷ niệm của hai đứa mình. Anh không cho phép ai dùng nó để khơi dậy nỗi đau trong lòng anh. Sao anh không tự hỏi tại sao cô ta lại biết anh và em đều thích loài hoa này để tặng anh trong ngày sinh nhật? Ngoài tụi mình ra thì có thể là ai khác. Anh ơi, nhìn thấy có người thay em lo lắng cho anh trong ngày sinh nhật như vậy, em rất vui. Hãy nhận đi anh.
Hay, công nhận cậu Khiêm có duyên ghê ha. Công nhận Khiêm đó nha, thật là biết hài hước. Sau này gia đình của con chắc là tràn đầy tiếng cười à. Chẳng bù cho con không biết đùa giỡn là gì hai chú thím. Phải, vợ chồng mà phải bù đắp cho nhau chứ con. Mà càng nhìn nha, thím thấy hai đứa có nét phu thê lắm á. Đúng rồi đó. Ta nói ai á, thời gian vừa rồi đốc thúc Tiểu Quyên phải lấy con của cái chị gì à, chị Bích. Ai vậy ta? Thôi thì tại vì tôi muốn cháu gái của mình yên bề gia thất, để cho ba mẹ nó yên lòng. Thì tôi cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ nè, tôi thấy tình cảm của hai đứa nó quyến luyến khắng khít vậy, ai nỡ chia cách phải không? Chứ làm sao. Nè, tôi nói cho bà biết nghe, hai đứa nó đã thương nhau rồi, liệu bà có chia cắt nổi không? Kim nè. Dạ. À, cô muốn hỏi con điều này. Dạ, có chuyện gì cô cứ hỏi đi ạ. Sao lại không nghe máy? Anh ơi, bắt máy đi mà. Em đang cần anh lắm. Anh mà để em một mình lúc này là em tủi thân lắm đó. Lúc nào mình cần tới anh cũng không liên lạc được hết. Chán thiệt chứ. Không biết Mỹ Ngọc đã nín khóc chưa nữa. Không biết tối nay Mỹ Ngọc có chịu ngủ hay không. Nhảy chân xóa là gì nè. Em cẩn thận đó. Chị hai ơi, vui quá. À nè, chị dặn em nè, mỗi khi đi qua đường phải ngó trước ngó sau nghe chưa. Khi nào hết hẳn xe thì mới được đi qua. Với lại, mỗi khi mà anh muốn qua lộ á, thì em hãy coi chỗ nào có cái vạch như vậy nè, thì mới được đi qua đường nghe chưa. Rồi sau đó nhìn qua nhìn lại, khi nào thấy hết hẳn xe thì mới được đi qua. Nếu không á, thì nguy hiểm lắm. Còn xe á, là nhất định không được đi qua, em nhớ chưa? Nhớ là phải đi trên cái đường vạch trắng này thôi nha. Em biết rồi. Nhưng mà em đâu có đi một mình đâu chị dặn em chi. Em lúc nào cũng đi với chị mà. Đúng rồi, em không có được ra đường một mình. Nhưng mà nếu cho dù em có đi với ai thì cũng phải nhớ lời chị dặn đó. Em biết rồi, nhưng mà đi với chị thì em mới đi ra đường, còn không em không có đi đâu. Ê nè, Mỹ Ngọc. Nắng nè em. Đó, qua đó ngồi đi. Ngồi đây nè, nghỉ mệt cho đỡ mỏi chân. Nữa nè, chị dặn em nè, tối ngủ là phải tháo hết tóc ra nghe chưa. Tháo tóc cho tóc thở. Tóc thở được thì tóc mới mau dài, mau lớn, mới đẹp được. Chị dặn em chi vậy? Tối nào chị cũng là người tháo cọng thun này ra cho em mà. Chị dặn chi mất công. Thì chị phải dặn chứ. Lỡ như sau này chị không còn ở bên cạnh em nữa thì sao? Thì em phải làm, đúng không? Chị mà nói là chị bỏ em nữa là em giận luôn á. Là em khóc hoài luôn. Em bỏ ăn, em hổng ngủ. Mà người ta nói nha, vừa khóc nhiều, vừa hổng ngủ, vừa bỏ ăn là mau chết sớm lắm á. Cái con bé này không có được nói như vậy, xui lắm.
Vậy chị đừng có bỏ em nha. Em trời mát ha. Mát quá trời mát luôn. Còn được ôm chị nữa. Mỹ Ngọc ơi, chị xin lỗi em. Thiệt lòng chị không muốn rời xa em đột ngột như vậy đâu. Em đừng nhớ chị, đừng thèm thương chị nữa nha. Hay là mình quay lại thăm Trần. Nếu Mỹ Ngọc khóc quá, mình sẽ an ủi Mỹ Ngọc vài câu. Mình sẽ gạt em ấy là mình về quê thăm mẹ. Có khi nó sẽ không khóc nữa. Mau cút khỏi nhà tôi. Không được, không được. Nếu mà mình quay lại, có khi anh ta không hiểu được ý tốt của mình, mà còn cho là mình tới khiến Mỹ Ngọc không dứt khoát với mình. Anh lại cho là mình muốn ở lại đó. Không được, không được, không được. Em tha lỗi cho chị nha. Chị không thể làm gì cho em được nữa rồi. Tất cả là tại ông anh đầu ác của em á. Đồ độc ác, đồ xấu xa. Từ hôm nay tôi không ở chung nhà với anh nữa, tôi ăn mừng mới phải á. Nhưng mà hôm qua em thấy vậy nè, cái chân chị hai thì vậy nè. Xong rồi anh hai bồng chị hai về phòng. Em thiệt là may mắn đó nha, được chồng cưng quá trời. Vừa nghe nói em bệnh là gọi điện tới bệnh viện dặn dò đủ thứ hết trơn. Cấp tốc bay từ Đà Lạt về cả đêm cứ ngồi bên em. Mình nhớ làm chi mấy chuyện tào lao đó chứ. Mình điên thiệt rồi, mình điên rồi. Thiệt là điên rồi mới khóc như vậy nữa. Phải rồi, mình khóc là vì mình thương Mỹ Ngọc. Là mình thương gì Tư, vì mình đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với mọi người. Còn bác gái nữa chứ, mình thiệt là có lỗi gì đi mà không chào mọi người tiếng nào hết. Mình chỉ khóc là vì vậy thôi mà, chứ ai thèm khóc vì cái kẻ máu lạnh vô tình đó chứ. Làm cái gì? Tôi đi đâu làm gì, có cần phải báo cáo với cô không? Ai mà thèm.
làm gì vậy? Cô định đi đâu? Đi đâu là chuyện của tôi, anh cần biết làm gì? Đương nhiên là tôi phải cần biết. Nếu lỡ cô bị chết trong đêm nay, không phải tôi là người sẽ bị liên lụy sao? Anh khỏi phải trù ẻo nha. Thầy bói nói tôi sống dai lắm á, không dễ chết như anh mong muốn vậy đâu. Cô mà cũng tin lời thầy bói nữa hả? Nè, cô có biết giờ này là mấy giờ chưa? Mười một giờ. Nè, anh lấy đồ tôi làm gì vậy? Đây là đồ cá nhân của tôi, anh trả lại cho tôi đi chứ. Anh nghi ngờ tôi lấy trộm thứ gì ở nhà anh hả? Cô nhóc này luôn nghĩ xấu về mình sao? Được. Đó, anh kiểm đi. Anh kiểm luôn đồ trong đây luôn đi nè. Nè, cô làm gì vậy? Không phải anh nghi ngờ tôi lấy cắp đồ đạc nhà anh hả? Tôi mở ra cho anh kiểm tra. Tôi nghi ngờ cô khi nào? Tại sao tự nhiên cô lại nghĩ ra chuyện đó vậy? Nếu anh không nghi ngờ tôi, bắt gì anh lấy đồ đạc của tôi đi. Tôi không thể để cô ở đây một mình được. Cô nhìn đi, xung quanh đây vắng tanh như vậy, lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? Anh mặc kệ tôi đi, anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Chính anh đuổi tôi ra khỏi nhà, giờ còn chạy tới làm bộ làm tịch. Anh mặc xác tôi, anh đi về đi. Tôi xin lỗi, giờ theo tôi trở về nhà được không? Anh vừa mới nói gì? Tôi nói là tôi xin lỗi, là lỗi ở tôi, cho tôi quá hồ đồ, quá nóng nảy. Cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi có được không? Tôi thật lòng xin lỗi đó. Quay về nhà với tôi được chưa vậy? Anh tưởng tôi là ai? Anh tưởng tôi là ai mà anh đuổi tôi đi lúc nào là đuổi, kêu tôi về lúc nào lại về? Xin lỗi anh, bây giờ tôi không phải là người làm thuê trong nhà anh nữa. Giữa tụi mình không có mối liên hệ nào hết á. Anh đừng có làm phiền tôi. Nè, tôi thật lòng xin lỗi. Cô nhất định không tha thứ cho tôi hả? Không, tôi nhỏ mọn lắm, tôi cũng thù dai nữa. Anh xúc phạm tôi như vậy không có dễ gì bỏ qua đâu. Bây giờ đã trễ lắm rồi, cô đi đâu cũng không có tiện. Thôi thì cứ quay về nhà tôi, rồi sáng mai tụi mình nói chuyện rõ ràng, được không? Không cần, tôi không có chuyện gì cần phải nói với anh hết á. Nè, thôi được, đi mà. Khoan. Cái gì? Thôi được, cô đã khăng khăng như vậy rồi thì tôi cũng không cản. Muốn đi phải không? Tôi nói cho cô biết một tin này nè. Gần đây khu này nè mới xảy ra một vụ giết người hãm hiếp, cũng ngay tại chỗ này nè. Quay về nha. Tạm gác lại chuyện hôm nay, sáng ngày mai tôi với cô sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tôi muốn tốt cho cô đó. Anh thiệt là tôi về ngủ một đêm, sáng mai tôi sẽ chào tạm biệt Mỹ Ngọc, Dì Tư, bác gái, rồi tôi sẽ đi đó. Bỏ anh đi như vậy cũng không hay lắm. Dù sao cũng phải chào tạm biệt mọi người một cái rồi mới đi được. Cô nghĩ vậy đúng lắm.
Bây giờ đi ha. Ê, nè. Nhanh lên đi. Nè, để cho tôi kéo, của tôi mà. Để tôi kéo cho. Anh vừa phải thôi. Anh vô duy vừa phải thôi chứ. Đồ của tôi mà. Nè. Cô hỏi điều này, con phải trả lời thiệt lòng. Dạ. Nếu như con cảm thấy ngại thì thôi, cô sẽ không hỏi nữa. Dạ, không có gì đâu à, cô cứ hỏi đi. Con có biết gia cảnh thật sự của Tiểu Quyên là như thế nào không? Dạ, con có nghe nói ba mẹ của Tiểu Quyên thuộc hàng đại gia thứ thiệt ở bên Mỹ. Có đúng như vậy không cô? Thiệt là trên đời này không có gì bí mật hả ông? Ừ. Đúng vậy đó con. Ba mẹ của Tiểu Quyên á, chỉ có một mình Tiểu Quyên thôi. Cho nên gia sản của vợ chồng anh ấy đương nhiên á, là phải thuộc về Tiểu Quyên. Thím, sao thím đem mấy chuyện này nói với anh Kim làm gì? Ừ, con cứ để cho thím nói chuyện. Tiểu Quyên á, không phải là đứa xấu xí tật nguyền. Con cũng biết mà phải không? Dạ. Chắc con cũng thừa biết. Chỉ cần Tiểu Quyên gật đầu một cái thì đàn ông con trai cỡ nào cũng xếp hàng đến hết á. Nhưng mà khổ là Tiểu Quyên nó lại đem lòng thương con. Ba mẹ Tiểu Quyên với cô chú không hề phân biệt. Chỉ cần Tiểu Quyên á, ưng ai á, là gia đình ủng hộ hết. Cô muốn biết tại sao con không bằng lòng tiến tới với Tiểu Quyên? Cả hai đứa đều không còn nhỏ nữa mà. Bây giờ lập gia đình có khi cũng còn trễ rồi đó. Hay là con có người khác? Dạ, con rất cảm ơn cô chú và Tiểu Quyên đã dành cho con những tình cảm đặc biệt. Con không giấu là con rất quý mến Tiểu Quyên. Nhưng kia đó chưa thể nào gọi là tình yêu được. Đâu phải cái cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu từ tình yêu đâu con. Cô chú hồi xưa cũng vậy, giờ cũng yêu nhau bình thường thôi mà. Dạ con biết, nhưng trường hợp của con và Tiểu Quyên thì lại khác. Con không muốn sau này Tiểu Quyên phải khổ vì thất vọng. Con không nghĩ chuyện Tiểu Quyên bị tác động của gia đình mà lấy người khác sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc con và Tiểu Quyên không đủ duyên phận. Duyên phận á, đôi khi phải do mình giành lấy đó con. Đúng rồi. Về việc hợp tác làm ăn giữa cô chú với tập đoàn Thành Công, thành hay bại có khi là do quyết định của con nữa đó. Phải đó. Con và tập đoàn Thành Công rất coi trọng vụ làm ăn này. Nếu thất bại, chắc chắn uy tín của con trong công ty cũng bị giảm sút khá nhiều. Nhưng con không thể nào lợi dụng Tiểu Quyên được. Mong cô chú hãy thông cảm cho con. Dạ, cũng trễ rồi, con xin phép cô chú. Thôi em vô nhà đi. Không, em muốn đứng đây để nhìn anh đi à. Em cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Thì những gì anh đã nói với chú thím em. Vậy mình cứ tưởng sẽ làm cho chú thím của em thất vọng chứ. Làm gì có. Chú thím của em càng ngưỡng mộ anh hơn, càng thấy lựa chọn của em là sáng suốt. Thật sao? Thiệt. Em nói thiệt nha, nếu như anh vừa nghe tới gia sản nhà em, hoặc là vừa nghe lời dọa dẫm của chú thím em mà anh hấp tấp gật đầu, là anh sẽ bị mất điểm liền đó. Tạm biệt anh. Bye bye. Thank you.
Con thưa bác, con mới về. Chị hai ơi, chị về rồi em mừng quá. Chị hai hứa với em là đừng có bỏ em đi đâu nữa hết nha. Chị hai không có bỏ em. Chị hai thương em lắm. Chị không có bỏ em được đâu. Thôi thôi, trễ lắm rồi. Mấy đứa lên phòng ngủ đi. Có gì thì sáng mai nói tiếp. Phải đó con, con đưa Mỹ Ngọc lên phòng đi. Rồi đồ đạc để cho dì Tư. Dì Tư đem lên cho. Dạ đây con. Đây đây, mình đi lên phòng chị. Ôi chết rồi. Gì vậy con? Chuyện gì vậy con? Dạ, tôi chết rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi để quên điện thoại ở trên ghế đá rồi. Em lên phòng trước, chị ra đó để lấy điện thoại rồi về với em liền nha. Không, chị gạt em, chị bỏ em nữa hả? Không chị chịu không có đâu. Không có, ngoan nghe lời chị đi. Chị đi lấy điện thoại rồi chị về liền hả? Chị không có bỏ em được đâu, chị đi nhanh lắm nha. Vậy em cũng đi lấy điện thoại theo chị luôn, để chị đừng có bỏ em nữa. Nhưng... Thanh Vân giận mình hay là đã xảy ra chuyện gì? Lại đây em. Ở đâu vậy chị? Ở đâu vậy? Vẫn còn em ơi. Ê, vẫn còn. Anh hai ơi. Ôi trời ơi, anh Kim gọi quá trời luôn. Điện thoại đó vẫn còn, không có bị mất anh hai ơi, mừng quá à. Điện thoại đó ai thèm lấy mà mất. Chị hai là người tốt nên là không có ai lấy đồ của chị hai hết đó. Người tốt cho nên mới được thương đúng không? Đúng rồi, người ta thương chị giống như là em thương chị vậy đó. Chị cũng thương em nữa. Rồi đi về được chưa? Thôi, ngồi xuống. Không có đi về đâu. Lần đầu tiên anh hai chị hai mới dẫn em ra đường giờ này nên không có về sớm vậy. Phải ở lại chơi. Anh hai ngồi xuống. Mai mốt anh hai với chị hai dẫn em đi chơi giờ này nữa nha. Không có được. Được mà. Mai mốt á, anh hai với chị hai dẫn em ra đây chơi giờ này nha. Mát dễ sợ mát luôn. Mát á. Dạ. Anh nói không được, hôm nay là ngoại lệ. Bữa khác á, em phải ngủ sớm. Nhưng mà lâu lâu ngủ trễ một bữa cũng có sao đâu. Đúng không anh hai? Đúng không chị hai? Quá là đúng luôn á. Chị nghĩ là mình phải thức tới sáng một bữa thì nó mới phê. Đúng rồi, thức tới sáng luôn mới phê, mới phê. Phê cái gì mà phê? Nè, cô dạy em tôi kiểu gì vậy hả? Chứ làm sao, sống là phải tự do. Lúc nào cũng phải đóng khung trong khuôn khổ. Mệt mỏi, chán chết đi được. Chán chết đi được. Bởi vậy em thích chị hai nhất. Chị hai cũng thích em nhất. Thôi được rồi, bây giờ đi về ngủ đi, trễ lắm rồi. Rồi bữa khác anh hai dẫn Mỹ Ngọc đi chơi giống vậy được không? Thôi, ngủ rồi nè anh hai. Chị hai. Ngáy đi. Đó anh hai ơi, ngủ ngáy rồi. Bây giờ hai chị em ôm ngủ luôn nha. Anh hai đi về đó. Anh hai đi đâu? Anh hai đi về, anh hai khóa cửa, khỏi về luôn nha.
mình đi về chị ơi. Đi, anh hai khóa cửa bỏ mình á. Ở đây lạnh, tối lạnh lắm. Đi về. Được rồi, từ từ thôi. Đi về, chứ không thôi bị khóa cửa. Khóa cửa thì mình ngủ ở ngoài luôn. Một gia đình đi về. Trễ một bữa cũng có sao đâu. Đúng không anh hai? Đúng không chị hai? Quá là đúng luôn á. Chị nghĩ là mình phải thức tới sáng một bữa thì nó mới phê. Đúng rồi, thức tới sáng luôn mới phê, mới phê. Muốn thành công, bắt buộc phải hy sinh. Kết quả càng to lớn thì sự hy sinh không thể nhỏ. Con nên nhớ điều đó. Không phải mình luôn căng dặn Thanh Vân phải tạo cho được lòng tin ở anh ta, phải thân thiết với anh ta hay sao? Vậy thì mình phải vui khi nhìn thấy Thanh Vân tiến gần tới đích chứ. Nè, cô dạy em tôi kiểu gì vậy hả? Chứ làm sao, sống là phải tự do. Lúc nào cũng phải đóng khung trong khuôn khổ. Mệt mỏi, chán chết đi được. Chán chết đi được. Thanh Vân không bao giờ thay lòng đổi dạ. Mình không việc gì phải lo. Không việc gì phải lo hết. Tôi nói là tôi xin lỗi. Là lỗi ở tôi. Cho tôi quá hồ đồ, quá nóng nảy. Cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi có được không? Phải nói dối em. Em đừng giận chị nha. Cô ăn xong rồi, cô đi làm nha mẹ. Ừ, chạy xe cẩn thận nha con. Dạ. Khoan đã. Tôi muốn nói chuyện với cả nhà về việc tối qua có được không? Cô ra ngoài nói chuyện với tôi đi. Em đi chung. Em ngồi đó ăn cho hết bữa đi. Anh có chuyện cần trao đổi riêng với chị hai em. Không được, không được đâu. Em sợ là chị hai bỏ em đi nữa đó anh hai. Không đâu, anh hai hứa với em đó.
Với lại chị hai đâu có đem theo đồ đạc đâu mà em sợ. Phải rồi, chị chỉ ra ngoài đó ngồi nói chuyện với anh hai của em một chút rồi vô thôi à. Chị đâu có mang theo đồ đâu mà em sợ chị đi. Tôi mong cô bỏ qua, đừng giận tôi nữa. Anh ta có ý đồ gì đây? Mà không, vẻ mặt anh ta rất chân thành. Tôi cũng rất cảm ơn cô. Cảm ơn tôi? À, anh muốn nói tới chuyện của Mỹ Ngọc chứ gì? Không cần đâu, anh đã trả lương cho tôi rất là hậu hĩnh rồi. Anh không cần cảm ơn tôi đâu ha. Lâu nay mọi người xung quanh luôn trông trách làm theo những lời tôi nói ra, luôn chịu đựng mọi thái độ của tôi. Chưa có ai dám lên tiếng chỉ trích tôi. Hôm qua cũng nhờ có cô mà tôi mới nhìn lại mình. Hôm qua tại vì tức giận quá cho nên tôi có hơi lỡ lời. Tôi xin lỗi anh. Không đâu, những gì cô nói không sai. Thời gian qua đúng là tôi không chấp nhận sự thật. Tôi luôn né tránh. Tôi không chịu để cho nỗi thương đau đó lắng xuống mà cứ khuấy động nó lên. Tôi bắt những người bên cạnh phải sống trong địa ngục cùng tôi. Tôi sai, tôi đã rất sai. Cảm ơn cô vì đã chỉ ra cho tôi thấy điều đó. Tôi biết là cô không thể nào ở bên cạnh Mỹ Ngọc mãi được. Tôi không muốn níu kéo cô, vì thật lòng tôi cũng muốn cô thực hiện được ước mơ của mẹ cô, của bản thân cô. Tôi xin cô hãy nán lại thêm một thời gian nữa, để Mỹ Ngọc quen với Thu lại, để Mỹ Ngọc sẵn sàng rời xa cô. Lúc đó cô hãy ra đi, có được không? Tôi xin cô đừng chấp nhất chuyện tối qua nha. Thì anh đã nói như vậy rồi, tôi khó lòng từ chối. Với lại tôi cũng không nỡ bỏ đi khi Mỹ Ngọc chưa sẵn sàng. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi muốn mời cô đi với tôi. Đi đâu? Đi ra ngoài. Cô muốn ăn gì cũng được, coi như là tôi đãi để cảm ơn cô. Nhưng mà cô đừng cho Mỹ Ngọc biết nha. Anh mời thì tôi ăn. Ngu gì mà không ăn. Hôm qua Đăng Duy nói chuyện với em. Em muốn rời khỏi đây. Nhưng sao? Em có chuyện gì hả? Dạ thôi, để khi gặp nhau em sẽ nói rõ cho anh biết. Chuyện này khá dài dòng, nói qua điện thoại không có hay. Và tối hôm qua anh làm gì? Thấy cô gọi đến của em sao anh không bắt máy? Tại hôm qua anh dậy khuya quá, rồi anh ngủ quên lúc nào không hay. Mà trong giấc mơ anh thấy em và Đăng Duy cầm tay nhau rất là thân thiết. Lúc đó anh gọi em mà em không hề quay lại. Anh đau khổ quá, hét lên rồi tỉnh giấc. Thì đã khuya rồi cho nên là anh không gọi cho em nữa. Không biết là giấc mơ có ứng gì không nữa. Kìa anh, chỉ là giấc mơ thôi. Anh không nghe người ta nói giấc mơ thường ngược lại với hiện tại hay sao? Anh yên tâm đi, em yêu anh nhiều lắm. Khi nào mà Mỹ Ngọc quen với cô giáo mới rồi, em sẽ rời khỏi đây. Anh hãy tin em nha. Anh biết rồi. Thành Vân, cô đang nói thật với mình không? Rõ ràng hôm qua họ đi với nhau rất vui vẻ mà còn không nghe điện thoại của mình. Thật ra đã có chuyện gì giữa họ? Thôi được, thôi được. Chị hứa chị sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Chờ em quen với chị Thu Lai, rồi khi đó chị mới đi. Em chịu không?
Em không muốn chị hai đi đâu hết đó. Em muốn chị hai phải ở đây. Mỗi tối nằm ở cái chỗ này nè, ngủ với em. Đừng có bỏ em một mình. Mỹ Ngọc à, chị không thể hứa cho em câu đó, vì chị không muốn nói gạt em. Hứa câu đó chắc chắn chị sẽ không thực hiện được đâu. Em lớn rồi, em phải hiểu điều đó chứ. Không, không chịu đâu. Không có chơi với chị tôi lại, không có làm quen với chị tôi lại mà. Đừng có nói nữa, không có muốn nghe đâu. Đừng có ai nói gì nữa. Không có muốn, không có muốn đâu Mỹ Ngọc. Không có muốn vậy mà. Chiều nay anh có cuộc hẹn ở câu lạc bộ bắn cung, sau đó cùng đi ăn với đối tác. Giám đốc. Anh không nghe tôi nói gì sao? Cô vừa nói gì? Giám đốc đang lo nghĩ chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được gì cho anh không? Không có gì đâu, chỉ là chuyện cá nhân thôi. Mà lúc nãy cô vừa nói gì? Tôi nói là chiều nay anh có cuộc hẹn với đối tác ở câu lạc bộ bắn cung, sau đó cùng đi ăn tối. Cô có thể giờ lại cuộc hẹn được không? Không được sao? Tất nhiên là được chứ. Em sẽ hẹn lại cho anh. Có điều em hơi thắc mắc. Anh đã rất trông mong cuộc gặp mặt này mà. Tối nay tôi có cuộc hẹn còn quan trọng hơn. Cô về phòng đi, cần gì tôi sẽ gọi. Dạ. Mẹ, con mới làm gì? Thanh Nhân kêu con về đó hả? Dạ, Mỹ Ngọc nó sao rồi mẹ? Mẹ cũng không biết. Từ sáng tới giờ nó vẫn bình thường, nhưng sắp tới giờ của giáo thu lại tới là nó chốt cửa trong phòng, nhất định không chịu ra ngoài, nhất định không chịu gặp cô giáo nữa. Nãy giờ Thanh Nhân với cô giáo thu lại cố gắng thuyết phục mà nó nhất định không nghe. Để con lên trên đó coi sao. Ừ, con thử lên khuyên nó coi sao. Dạ. Đăng Duy về rồi hả mợ? Nó mới về tới. Mợ à, sao tôi nghi là Mỹ Ngọc nhà mình có lòng mà thân thiện chấp nhận cô giáo Thu Lài lắm. Bây giờ nó quý cô Thanh Dân còn hơn cả Đăng Duy nữa, mợ thấy không? Chị nói cũng đúng. Ôi, con bé này nó khiến cho mọi người đau đầu. Dạ. Hôm nay Đăng Duy nó về sớm, chị coi nấu thêm món gì ngon ngon cho nó ăn nha chị. Dạ, tôi biết rồi mợ. Dạ. Quý Thanh Dân hơn cả Đăng Duy sao? Vậy mà cũng được đứa hả? Thì đó, tôi thực sự không ngờ con bé nó lại phản ứng mạnh như vậy. Nó nhất định không chịu gặp tôi. Sao lại như vậy được? Rõ ràng nó thích cô ngay từ lúc mới gặp mà. Thì đáng lẽ khó khăn nhất là bước ban đầu,
Nhưng mà tôi đã gặp con bé 3 buổi rồi. Mọi chuyện rất là tốt đẹp. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì tôi nghĩ chắc chắn là có sự tác động gì tới con bé nên nó mới phản ứng như vậy á. Cô nói là nó phản ứng như vậy là do có sự tác động gì đó hả? Đúng vậy. Vậy cô nghĩ tác động đó từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn là con bé có sự tác động bên ngoài. Nhưng mà tác động từ đâu thì tôi không dám đoán mò. Tôi nghĩ là mình phải ngăn chặn sự tác động này. Chứ không là con bé nó không chịu gặp tôi luôn á. Được, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cô cứ chờ điện thoại của tôi nghe không? Dạ, tôi cảm ơn chị trước nha. Mỹ Ngọc! Anh! Hả? Nhỏ thôi chứ. Mỹ Ngọc ơi! Mỹ Ngọc ơi, nghe chị Hai nói không em? Cô chờ đi, tôi về lấy chìa khóa phụ. Mỹ Ngọc ơi! Chị Hai ở ngoài này nè, có chị Hai, anh Hai vô chơi với em nha. Mỹ Ngọc! Cô tránh ra. Em không muốn gặp chị Thu lại nữa. Em không có muốn đâu. Chị Thu lại sẽ dạy cho em hát, dạy em múa, còn vẽ tranh với em nữa. Em không thích sao? Em không có thích. Hôm trước em nói là em thích chị Thu lại mà. Bây giờ em không thích nữa, không thích nữa. Đừng có nhắc tên chị ấy với em. Em không có thích đâu. Thôi 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 thôi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Chị Hai thương, không thích thì thôi. Không thích thì thôi nha. Chị Hai ơi, em chỉ thích chị Hai thôi à. Ôi ôi, chị biết rồi, chị biết rồi. Em thích chị là đúng quá rồi. Chị Hai dễ thương tới như vậy cơ mà. Em không thích chị mới là lạ đó. Nhưng mà nè, em nói cho chị biết đi, tại sao em lại không thích chị Thu Lai vậy hả? Em không thích, đã nói là không thích mà hỏi hoài sao mà biết được. Chị biết là em không thích rồi. Nhưng mà chị thấy chị Thu Lai cũng dễ thương chứ. Dễ thương gần bằng chị luôn nè. Cũng xinh đẹp gần bằng chị luôn nè. Chị mà còn thích chị Thu Lai quá chừng luôn á. Mà sao em không thích vậy? Hay là em nói cho chị biết đi, để chị bắt chước em. Chị không thèm thích chị Thu Lai luôn nha. Trời ơi, coi em nè, khóc làm chi mà nước mắt tèm lem cái mặt hết trơn rồi. Xấu xí mất em gái của chị rồi. Bây giờ thì xinh đẹp rồi nha. Em nói bí mật của em cho chị biết đi. Tại sao em không thích chị Thu Lại? Sao vậy? Tại chị đó. Tại chị mà em không thích chị Thu Lại. Tại chị hả? Ê, anh đừng có hiểu lầm nha. Tôi không có xúi biểu gì Mỹ Ngọc đâu đó. Cũng tại anh Hai nữa. Sao lại tại anh? Tại chị Hai với anh Hai, ai cũng muốn em thân thiết với chị Thu Lại hết á. Khi mà em thân với chị Thu Lại rồi thì anh Hai sẽ đuổi chị Hai đi á. Em thân với chị Thu Lại rồi thì chị Hai sẽ bỏ em đi. Em không thích chị Thu Lại nữa. Em không thích, không thích, không thích. Thôi được rồi, thôi thôi thôi. Em ngoan, em ngoan. Không thích thì thôi ha. Được rồi Mỹ Ngọc ngoan. Chị thương. Ngoan. Thank you.
Đây là những món mà Thanh Vân rất thích. Mình phải bù đắp cho cô ấy mới được. Ủa, nhưng mà ăn xong sớm quá, mình làm gì ta? À, xem phim, đúng rồi. Thanh Vân rất thích xem phim. Cái tựa phim này thấy cũng hấp dẫn. Mình phải dắt cô ấy xem phim này. Đúng rồi. Xong. Không mấy bây giờ mình xuống nhà ăn cơm nha. Không, không ăn cơm đâu. Thôi, nhưng mà chị muốn ăn, chị đói bụng quá à. Em nghe gì không? Em nghe gì không? Cái bụng của chị nó kêu nè. Cái bụng của chị nó kêu ọt ọt nè. Để chị nghe thử coi cái bụng em có kêu không nha. Nó cũng kêu luôn rồi. Vậy là nó đói lắm rồi đúng không? Hay là bây giờ chị xuống dưới, chị bới cơm lên, hai chị em mình ăn nha. Chị gạt em hả? Chị gạt để chị bỏ em hả? Em không cho chị đi đâu, em không tin chị đâu. Không có mà, chị đâu có đi đâu mà. Thiệt luôn á. Em không tin thì hai chị em mình quéo tay với nhau. Hai tay là chắc ăn lắm rồi đúng không? Rất là chắc ăn luôn. Thôi, nhưng mà em không tin đâu, không tin. Chị hai gạt em để bỏ em đi. Anh hai ôm phụ em với. Ôm phụ em thì mới giữ được chị hai. Thôi, rồi. Chị ngồi ở đây. Chị ngồi ở đây với em tới sáng luôn được chưa? Được. Ở đây đi. Chị đừng đi. Thanh Vân à, tôi nhờ cô nha. Ôi, chị sẽ ở đây với em luôn nha. Hai chị em mình ôm nhau tới sáng luôn nha. Ôm cho tới chết luôn nha. Lý Ngọc, em đừng có nói bậy. Đừng có nói bậy như vậy chứ. Nhưng mà ôm kiểu này không có chắc ăn đâu. Phải ôm như vậy, hai tay hai chân mới giữ nổi. Trời, chị sợ em luôn á. Sao Thanh Vân giờ này còn chưa tới nữa? Đã trễ lắm rồi.
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Gió đưa gió đầy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Chim quyên ăn trái nhãn lòng. Có thể những suy đoán của mình là đúng. Thành Vân đã thay đổi tình cảm mới lỗi hẹn như vậy. Không đến mà cũng không nghe điện thoại. Thì cô ta đang làm gì? Không lẽ nào... Cô dám phản bội tôi hả? Tôi sẽ không để yên đâu. Giờ đó đi, cô sẽ biết thế nào là sự trả thù. Alo, Tứ Quyên hả? Anh đừng uống nữa. Anh uống nhiều rồi. Đưa cho anh. Anh đừng có uống nữa mà. Anh sai rồi. Em sai rồi. Anh không bao giờ sai. Không bao giờ. Anh có chuyện gì buồn đúng không? Anh đừng có uống nữa. Anh có chuyện gì buồn đúng không? Anh nói cho em nghe đi. Đâu có. Anh làm gì buồn chứ? Anh đâu có buồn. Bây giờ anh muốn uống đúng không? Em sẽ uống với anh. Đưa anh.
uống. Để em đưa anh lên không phòng nha. Uống. Anh sai uống rồi. Nữa. Uống. Mỹ Ngọc ngủ rồi. Anh nhỏ tiếng thôi, Mỹ Ngọc vừa mới ngủ. Mỹ Ngọc đã làm phiền cô suốt cả buổi tối. Tôi thay mặt nó xin lỗi và cảm ơn cô nhiều lắm. Đó là bổn phận của tôi mà. Anh đâu cần nói những lời khách sáo đó. Mỗi tháng anh trả lương cho tôi rất là hậu hĩnh. Lâu lâu mới xảy ra sự cố như vậy. Tính ra tôi vẫn còn lời chán. Cô thiệt là. Cô gọi nhở. Bây giờ trễ mất rồi. Alo. Alo, ai gọi vậy? Xin lỗi ai vậy? Sao không nói gì hết vậy? Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của anh Kim không? Dạ đúng. Đây là số điện thoại của anh Kim. Nhưng mà anh Kim đang ngủ. Chị gọi tới có chuyện gì cần không? Nếu như cần thì tôi sẽ gọi anh Kim dậy nhé. Không, không có gì cần. Tôi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Không có gì cần. Chỉ gọi điện hỏi thăm. Nhưng mà gọi giờ này hả? Xin hỏi, quan hệ giữa chị và anh Kim là sao vậy? Tôi là em họ của anh Kim. Vậy hả? Tôi xin lỗi nha. Còn chị? Chị là sao với anh Kim? Tôi... Thôi, không cần đâu. Tôi cảm ơn. Chào chị. Lạ chưa? Cổ bị làm sao vậy? Mình có nên gọi lại để hỏi cho kỹ không ta? Sao nửa đêm mà còn ở cạnh anh Khiêm?